Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Cẩm nang kiều bào của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, giá trị mang lại từ nguồn kiều hối là rất lớn. Đây có thể coi là nguồn lực vàng cho phát triển kinh tế, xã hội. Vì thế, rất cần tiếp tục khuyến khích, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực này. Trong các nguyên nhân giúp Việt Nam thu hút lượng lớn kiều hối, các chuyên gia cho rằng đó là nhờ môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam ngày càng cởi mở hơn, tăng trưởng kinh tế những năm qua cũng khá ấn tượng. Và trong chương trình Cẩm nang kiều bào hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cấp cao Học viện Tài chính để có những tư vấn và dự báo cho bà con có những thông tin hữu ích. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin chào MC Bích Thủy, xin chào quý vị khán giả. Trước khi vào với phần trò chuyện chính, chúng tôi xin mời quý vị hãy theo dõi một số thông tin đáng chú ý trong tuần qua. Trong khuôn khổ Festival Thanh niên Thế giới tổ chức tại khu vực Liên bang Sirius ở thành phố Sochi của Liên bang Nga, đã diễn ra lễ diễu hành đầy màu sắc với sự tham gia của các đoàn đại biểu thanh niên trên khắp thế giới trong trang phục dân tộc truyền thống rực rỡ cùng với quốc kỳ. Cùng với các đoàn đại biểu đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã lan tỏa thông điệp đoàn kết, hợp tác vì hòa bình và phát triển, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước. Tại khuôn viên cung băng Sochi, Góc Việt Nam do đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam giới thiệu không chỉ thu hút các bạn trẻ các nước bằng những món đồ lưu niệm, các sản phẩm truyền thống, văn hóa của Việt Nam, mà các nghệ sĩ Việt Nam còn thu hút người xem qua những điệu nhạc nổi tiếng trên thế giới, được thể hiện điêu luyện qua các nhạc cụ dân tộc truyền thống của Việt Nam. Bên lề Festival Thanh niên Thế giới 2024, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã gặp gỡ và giao lưu với các đoàn đại biểu thanh niên Cộng sản Cuba, đoàn đại biểu thanh niên Triều Tiên và Venezuela, đại diện chính quyền thành phố và thanh niên Peter Park nhằm giới thiệu các bản sắc, giá trị của Việt Nam tới bạn bè tại Festival Thanh niên Thế giới 2024. Hội người Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan, Hội phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan đã tổ chức Ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam nhân dịp Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Tại chương trình cũng diễn ra lễ trao giải cuộc thi Tài năng tiếng Việt Nam Châu 2024 do lớp tiếng Việt tại Hà Lan và Vietmaster tổ chức. Cuộc thi Tài năng tiếng Việt Nam Châu 2024 lấy chủ đề về văn hóa truyền thống và phụ nữ Việt Nam. Các bài dự thi lan tỏa tiếng Việt bằng nhiều hình thức mới mẻ như đọc thơ, sách truyện về Tết Việt, hát chèo, vẽ tranh và thuyết trình về văn hóa Việt. Với nhiều hình thức thể hiện độc đáo, các bài thi đã góp phần lan tỏa vẻ đẹp của văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam ra thế giới. Tỉnh Jeolla Nam Do, Hàn Quốc vừa ký kết duy trì thời gian miễn thị thực cho khách du lịch Việt Nam đến tỉnh này. Theo đó, hiện Hàn Quốc đang áp dụng chế độ nhập cảnh miễn phí thị thực trong 15 ngày cho đối khách du lịch theo nhóm từ 5 người trở lên đến sân bay Muan từ 3 quốc gia Việt Nam, Philippines và Indonesia đến Jeonnam, Gwangju, Jeonbuk và Jeju. Đây được xem như một giải pháp của chính quyền địa phương nhằm thu hút du khách từ 3 quốc gia nói trên. Nhờ đó, tỉnh Jeolla và khu vực lân cận đã thu hút được khoảng 4.000 lượt khách du lịch nước ngoài. Kể từ khi triển khai hệ thống miễn thị thực từ tháng 3 năm 2023, tỉnh Nam Jeolla tiếp tục thu hút chuyến bay trọn gói từ Việt Nam, Philippines và Indonesia. Thông tin thanh toán từ thẻ BC Card năm 2023, số lượng thanh toán thẻ của du khách Việt Nam đến tỉnh Nam Jeolla trong nửa đầu năm đã tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2022, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy nền kinh tế địa phương. Nắm bắt được tình hình khó khăn của người dân IBA, đội công binh Việt Nam đã triển khai khảo sát, lắp đặt điểm cung cấp nước sạch bên ngoài doanh trại Highway cho những người dân tại khu vực gần nơi đơn vị đóng quân. Theo đó, thời gian cung cấp nước được chia làm 2 lần, mỗi lần 2 tiếng với lưu lượng trung bình mỗi ngày là 6-8 mét khối. Trong thời gian đầu, đội sẽ cử cán bộ, nhân viên ra hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng, lấy nước tại tét, đồng thời triển khai cắm biển hướng dẫn, quy định để người dân nắm bắt được thời gian và quy trình lấy nước. Song song với việc cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân tại khu vực đơn vị đóng quân, đội công binh còn cung cấp nước sạch đã qua xử lý máy lọc RO
có thể uống trực tiếp cho nhà thờ IPA định kỳ vào thứ Sáu hàng tuần để người dân đến cầu nguyện và các em nhỏ tại trường mẫu giáo nhà thờ IPA được uống nước sạch. Mới đây, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp với Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 với sự tham gia của gần 100 người. Đây là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức tại vùng Kansai. Tại buổi lễ kỷ niệm, Tổng lãnh sự Ngô Trịnh Hà bày tỏ mong muốn và tin tưởng phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản nói chung và Osaka nói riêng luôn đoàn kết, tích cực học tập, lao động, qua đó góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển để cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng lớn mạnh. Bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai cho biết, hòa cùng không khí kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ trên toàn thế giới, phụ nữ Việt Nam tại Osaka đã tụ họp, đón nhận, chia sẻ yêu thương, cùng nhau xây dựng khối đoàn kết trong cộng đồng. Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm đã cùng ôn lại những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam từ xưa tới nay. Nhân dịp này, Tổng lãnh sự Ngô Trịnh Hà và bà Lê Thương đã trao tặng 50 bộ áo dài cho chị em phụ nữ tham dự chương trình. Thưa quý vị, với đặc tính là nguồn thu ngoại tệ ổn định, không hoàn lại, kiều hối tạo ra nguồn vốn ổn định cho sự phát triển kinh tế, không tạo ra gánh nặng nợ nước ngoài cho nền kinh tế. Các chuyên gia đánh giá cho rằng đây chính là nguồn lực vàng cho tăng trưởng kinh tế. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, lượng kiều hối về Việt Nam năm 2023 ở khoảng 16 tỷ đô. Trong khi Ngân hàng Nhà nước ước tính, lượng kiều hối chuyển về nước năm 2023 tăng từ 25-30% so với năm 2022. Nhà máy rộng hơn 3.000m2 này ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là nơi đang sản xuất sản phẩm cà phê thương hiệu Meatmore và nhiều loại thức uống khác, từng bước chinh phục thị trường nội địa và xuất khẩu đi các nước với doanh thu hàng năm từ 5-7 triệu USD. Đây là thành quả đầu tư của ông Nguyễn Ngọc Luận, Việt kiều Australia, người trở về Việt Nam làm ăn vào năm 2016 sau nhiều năm định cư ở nước ngoài. Chọn ngành hàng cà phê bởi ông Luận muốn góp phần quảng bá đặc sản nông sản của tỉnh Đắk Lắk nơi ông sinh ra và lớn lên. Được sự hỗ trợ từ chính quyền, nhất là sau khi đã có cái nghị định 98 của chính phủ ban hành và cơ chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển, thì chúng tôi đang tập trung nhiều vào phát triển thị trường nội địa, nhất là những cái chương trình mà sau khi được thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành là các chương trình OCOP. Nguồn ngoại tệ từ hàng triệu kiều bào lao động xuất khẩu từ khắp nơi trên thế giới gửi về Việt Nam để giúp đỡ thân nhân, để đầu tư sản xuất kinh doanh là một nguồn lực đáng kể đối với sự phát triển kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh và cả nước nói chung. Theo thống kê, những năm gần đây, lượng kiều hối gửi về Việt Nam đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ một năm. Năm 2023, cả nước tiếp nhận 14 tỷ đô la Mỹ kiều hối. Riêng thành phố Hồ Chí Minh đạt kỷ lục với 9,46 tỷ đô la Mỹ, khoảng 1/4 lượng kiều hối đổ vào lĩnh vực bất động sản. Ngoài ra còn tham gia vào các lĩnh vực dịch vụ, y tế, giáo dục, du lịch. Chúng tôi đã trình với Ban Thường vụ Thành ủy một cái chính sách là huy động nguồn lực kiều bào. Một cái đề án huy động nguồn lực kiều bào và vừa rồi đã thông qua Ban Thường vụ Thành ủy rồi. Nguồn lực kiều bào của thành phố như thế nào? Thứ hai nữa là gì? Là nguồn lực kiều bào đó sẽ được thành phố triển khai các cái biện pháp để huy động ra sao? Dù kinh tế toàn cầu đang bị suy thoái, dòng kiều hối về Việt Nam cũng bị ảnh hưởng, nhưng vẫn là một trong 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới và trong top 3 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Kết quả có được nhờ kinh tế Việt Nam ổn định và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, cùng với cơ chế chính sách của chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước về thu hút kiều hối. Với các cái chính sách thu hút kiều hối hiện nay về mạng lưới chi trả, dịch vụ chi trả, cùng với những cái chuyển biến tích cực từ thị trường lao động, thì nó sẽ tác động trực tiếp đến cái nguồn kiều hối chuyển về trong nước nói chung và trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Với đặc tính là nguồn thu ngoại tệ ổn định, không hoàn lại, kiều hối tạo ra nguồn vốn ổn định cho sự phát triển kinh tế, không tạo ra gánh nặng nợ nước ngoài cho nền kinh tế, giúp đất nước giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn nước ngoài. Năm 2024, Ngân hàng Thế giới dự báo kiều hối về Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao.
Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, để có những phân tích, đánh giá cụ thể hơn về nguồn lực vàng trong phát triển kinh tế này. Vâng, thưa chuyên gia, qua phóng sự vừa rồi thì ông có đánh giá như thế nào về nguồn lực của kiều hối trong phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam ạ? Chúng ta biết rằng là trong cái thời gian vừa qua, cái lượng kiều hối về Việt Nam nó tương đối ổn định và tăng đều qua các năm. Đặc biệt trong cái năm 2023, lượng kiều hối về Việt Nam đạt hơn 16 tỷ đô la và đây là cái lượng kiều hối cao nhất trong nhiều năm qua gửi về Việt Nam. Rõ ràng với cái lượng kiều hối hơn 16 tỷ đô la ấy, thì chúng ta biết rằng là nó lớn hơn cả cái vốn đầu tư FDI nước ngoài giải ngân hàng năm ở Việt Nam. Từ năm 2020-21 ấy, thì mặc dù cái đại dịch Covid bùng phát nhưng cái lượng giải ngân vốn FDI vào Việt Nam vẫn tăng đều qua các năm và cũng là một cái trường hợp rất hiếm hoi trên thế giới khi mà bùng phát cái đại dịch Covid nhưng cái lượng giải ngân cái vốn đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục tăng. Và năm 2023 thì cái lượng giải ngân vốn đầu tư nước ngoài tăng hơn so với năm 22 khoảng 4% trong cái điều kiện kinh tế thế giới cực kỳ khó khăn, và với cái lượng vốn đó đã hỗ trợ tốt cho cái quá trình hồi phục và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Nhưng cái lượng kiều hối còn lớn hơn cả cái lượng vốn FDI mà hỗ trợ trong cái năm 23. Và rõ ràng là như vậy, nếu như chúng ta hướng toàn bộ được cái lượng kiều hối này vào cái đầu tư phát triển kinh tế xã hội để mà tạo ra công ăn việc làm ấy, thì đây là một cái nguồn lực cực kỳ quý hiếm. Cái nguồn lực này chúng ta không phải lo lắng trả nợ cho nước ngoài như chúng ta đi vay nợ, hay là cũng không phải có cái việc mà xem xét xử lý các cái vấn đề có liên quan như cái vốn FDI trong cái việc mà đầu tư phát triển sản xuất. Vậy thì hiện nay Việt Nam đã có những cái chính sách như thế nào để thu hút nguồn đầu tư trong nước, ví dụ như là đất đai này, thuế này, hay là về kinh doanh ạ? Hiện nay chúng ta đã có nhiều cái quy định cởi mở hơn về tất cả các cái điều kiện để giúp cho cái người Việt Nam định cư ở nước ngoài có cái điều kiện sở hữu cái quyền sử dụng đất, sở hữu các cái bất động sản ở trong nước, cũng như các cái điều kiện kinh doanh như người Việt Nam ở trong nước, để từ đó giúp cho kiều bào có thể có được những cái điều kiện thuận lợi, gửi tiền về nước để mà đầu tư, mua bán nhà cửa, cũng như là quyền sử dụng đất, hay là đầu tư phát triển các cái doanh nghiệp, đầu tư vào cái cơ sở hạ tầng để mà đáp ứng cái yêu cầu phát triển của nền kinh tế đất nước. Và như chúng ta đã thấy, ngay trong luật đất đai năm 2024 sửa đổi thì đã cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài có mọi cái quyền như công dân Việt Nam ở trong nước đối với đất đai, đối với bất động sản và đối với các cái tài sản khác. Cũng như trong cái luật kinh doanh, chúng ta thấy rằng các cái sửa đổi đã cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền kinh doanh vào tất cả mọi lĩnh vực mà nhà nước không cấm. Vậy thì thưa chuyên gia, hiện nay thì kênh đầu tư nào đang hấp dẫn nguồn kiều hối và trong tương lai thì kênh nào là triển vọng ạ? Trong thực tế hiện nay, cái lượng kiều hối về Việt Nam có một cái nguồn rất lớn là được gửi về cho các cái gia đình để mà có thể đáp ứng các cái yêu cầu sinh hoạt cũng như các yêu cầu về dòng họ, về mồ mả, vân vân. Thì cái này là cái mà nó tương đối lớn. Cái điều thứ hai là họ gửi về để mà mua bán cái bất động sản, mua bán cái quyền sử dụng đất và từ đó đáp ứng được các cái yêu cầu về nhà ở cho kiều bào khi mà có cái điều kiện muốn về Việt Nam cũng như là các cái kinh doanh ở Việt Nam. Và cái điều thứ ba ấy thì có một cái nguồn lực cũng tương đối lớn của kiều bào hướng vào việc thành lập các cái doanh nghiệp, các cái tổ hợp sản xuất ở Việt Nam theo các cái mô hình khác nhau, từ cái mô hình doanh nghiệp tư nhân cho đến các cái mô hình góp vốn vào mua bán cái cổ phần của các cái doanh nghiệp ở Việt Nam và từ đó giúp cho cái nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng và phát triển. Và có một điều nữa, đó là khi muốn đầu tư về Việt Nam thì các kiều bào sẽ cần phải quan tâm, chú ý những cái điều gì về thủ tục này, giấy tờ pháp lý này hay những chính sách, thưa chuyên gia? Khi mà quyết định đầu tư về Việt Nam ấy, thì kiều bào cần nắm bắt các cái thông tin
về luật pháp, cơ chế chính sách trong các cái lĩnh vực đầu tư. Bởi vì có những cái lĩnh vực đầu tư ấy, thì kiều bào có thể đầu tư một cách thoải mái như là mọi công dân Việt Nam trong nước. Nhưng có những lĩnh vực đầu tư ấy, thì được nhà nước Việt Nam coi là những cái lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Ngay người Việt Nam ở trong nước khi kinh doanh những lĩnh vực đó cũng phải xin phép có các cái giấy tờ thủ tục để mà kinh doanh. Và vì vậy thì kiều bào cũng cần phải có cái xem xét để mà nắm bắt được các cái lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện để làm các cái thủ tục nó phù hợp. Vâng, thưa chuyên gia, mới đây thì luật đất đai sửa đổi đã được Quốc hội thông qua. Vậy thì kiều bào sẽ có những cái lợi thế gì? Và Việt Nam thì cần làm gì để phát huy mạnh mẽ những lợi thế đó khi luật đất đai sửa đổi mới được thông qua? Trước hết thì chúng ta thấy rằng cái luật đất đai sửa đổi năm 2024 ấy, nó đã tạo ra cái điều kiện để cho kiều bào có quyền sở hữu cái bất động sản ở Việt Nam. Trong đó có cả cái quyền sở hữu cái quyền sử dụng đất gắn liền với các cái nhà ở. Và đây là cái điều rất mới cho phép kiều bào Việt Nam ở nước ngoài được sở hữu cái quyền sử dụng đất gắn với nhà ở. Và đồng thời được phép mua bán các cái bất động sản như người Việt Nam ở trong nước. Và như vậy đây là cái lợi thế lớn giúp cho kiều bào có được các cái nhà ở, đất ở phù hợp với luật pháp Việt Nam. Và rõ ràng là đối với cái nguồn lực kiều bào của chúng ta ấy là tương đối lớn. Có cái nhu cầu mua bán về bất động sản, về nhà ở gắn liền với đất ấy, nó cũng tương đối lớn. Cho nên rõ ràng cái việc mà chúng ta làm cụ thể trước hết đó là tuyên truyền để cho mọi người dân Việt Nam cũng như kiều bào ở nước ngoài biết được rằng cái quyền của cái người Việt Nam định cư ở nước ngoài tương đương với cái quyền của công dân Việt Nam ở trong nước trong việc sở hữu bất động sản và nhà ở gắn liền với đất. Cái điều thứ hai đó là chúng ta phải hoàn thiện các cái thủ tục giấy tờ cũng như các cái yêu cầu để từ đó giúp cho cái kiều bào ở nước ngoài có thể nắm bắt được những thủ tục gì, giấy tờ gì cần phải làm như các công dân Việt Nam ở trong nước để có thể sở hữu cái bất động sản và nhà ở gắn liền với đất đai. Cái điều thứ ba đó là chúng ta phải có cái công khai, minh bạch, rõ ràng về các cái thuế, phí liên quan đến cái quá trình về chuyển nhượng, mua bán cũng như là cho tặng hay là kế thừa cái đất đai để kiều bào thấy rằng là nếu như mình muốn chuyển nhượng hay là mình muốn cho tặng hay là mình muốn chuyển quyền sở hữu thì lúc đó phải làm gì. Vâng ạ, bên cạnh lĩnh vực đất đai thì Việt Nam có những cái cơ chế mở nào khác để thu hút đầu tư của kiều bào nước ngoài về Việt Nam không ạ? Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được các cái quyền lợi như các cái công dân Việt Nam ở trong nước. Và vì vậy cho nên cái việc mà thực thi các cái trách nhiệm nghĩa vụ nó cũng tương tự như công dân Việt Nam. Tuy nhiên do các cái người Việt Nam định cư ở nước ngoài ấy, thì có rất nhiều cái người mà định cư ở các cái quốc gia phát triển có cái trình độ khoa học và công nghệ cao. Và vì vậy cho nên chính phủ Việt Nam đã có những cái chương trình khuyến khích kiều bào Việt Nam đầu tư xanh, đầu tư sạch và đáp ứng các cái điều kiện về nâng cao cái trình độ khoa học công nghệ để từ đó đưa cái hoạt động đầu tư của mình về Việt Nam với những cái trình độ kỹ thuật ngày càng cao hơn. Rõ ràng là những cái chính sách ưu tiên về đầu tư, về phát triển công nghệ cao, về phát triển công nghệ số đang được chính phủ Việt Nam thực hiện. Ưu tiên cả về cái cơ chế chính sách pháp lý, ưu tiên cả về cái cơ chế tài chính, về cơ chế thuế và phí cũng như cái chi phí về xuất nhập khẩu hàng hóa đi kèm với cái quá trình đầu tư. Và đây cũng là một trong những cái điều mà chúng tôi cho rằng kiều bào cũng cần tìm hiểu để mà có thể được hưởng các cái ưu đãi mà chính phủ Việt Nam đang đưa ra cho cái quá trình đầu tư công nghệ cao, quá trình đưa cái sản xuất xanh, sạch
vào Việt Nam trong cái thời gian tới. Vâng, thưa chuyên gia, hiện nay thì có nhiều ý kiến cho rằng nguồn kiều hối chuyển về Việt Nam thì còn chảy qua nhiều kênh chưa chính thống, và điều này thì sẽ gây là khó khăn cho việc quản lý và mất an toàn khi giao dịch chuyển tiền. Vậy thì chuyên gia có thể chia sẻ là kiều bào cần có những chú ý gì khi giao dịch ạ? Chúng ta biết rằng là trong cái thời gian vừa qua thì cái lượng kiều bào của chúng ta trên các cái quốc gia trên thế giới thì có rất nhiều, và có những cái nơi thì cái hoạt động chuyển tiền thông qua các con đường chính thức nó tương đối đơn giản và dễ dàng đối với kiều bào. Nhưng cũng có những cái quốc gia và những cái khu vực ấy thì cái việc chuyển tiền của kiều bào về Việt Nam nó cũng có những cái khó khăn nhất định. Và vì vậy cho nên có một cái lượng kiều bào có thể chuyển tiền qua các cái con đường không chính thống. Rõ ràng nếu mà nói về cái việc chuyển tiền không chính thống ấy, thì nó có thể chịu nhiều cái tác động thông qua cái việc là cái chuyển tiền đó nó có thể trở thành một cái lĩnh vực mà bị các quốc gia kiểm soát trong cái quá trình mà chuyển tiền ra vào quốc gia theo cái luật phòng chống rửa tiền. Và cũng có thể nó ảnh hưởng đến cái việc mà sinh hoạt cũng như các cái hoạt động khác của kiều bào. Và vì thế cho nên về mặt nguyên tắc thì chúng tôi cho rằng kiều bào nên chuyển tiền qua hệ thống chính thống và qua các cái ngân hàng có uy tín để từ đó có được cái việc chuyển tiền phù hợp và đáp ứng các cái yêu cầu của kiều bào một cách tốt nhất, nhanh nhất nhưng an toàn nhất. Vâng, thưa quý vị, những chia sẻ hữu ích vừa rồi của chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh đã giúp chúng ta hiểu được rất nhiều những nội dung quan trọng. Và để tiếp tục chương trình, thông qua email cẩm nang kiều bào vtc10a@gmail.com, chúng tôi đã nhận được một vài câu hỏi để nhờ chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh giải đáp. Và câu đầu tiên mà chương trình nhận được là từ một người Việt Nam định cư tại Mỹ. Thưa chuyên gia, tôi là người Việt Nam định cư tại Mỹ. Xin hỏi nếu tôi muốn mang theo tiền mặt là ngoại tệ khi nhập cảnh Việt Nam thì cần làm những thủ tục gì? Trước hết là nếu như là người nước ngoài cũng như người Việt Nam khi mà nhập cảnh vào Việt Nam ấy, thì được phép mang ra mang vào một cái lượng tiền tương đương 5.000 đô la Mỹ. Và trên cái mức 5.000 đô la Mỹ đó ấy, thì nên được kê khai một cách rõ ràng, cụ thể. Còn dưới 5.000 đô thì người ta có thể coi đó là cái bình thường. Tất nhiên, nếu như là khi qua cái cửa hải quan thì tốt nhất là chúng ta nên kê khai đầy đủ cái lượng tiền mang ra mang vào. Thì lúc đó nó sẽ thuận lợi mọi bề cho chúng ta trong cái quá trình kiểm tra giám sát. Vâng ạ, thưa chuyên gia, có một câu hỏi tiếp theo đến từ một khán giả từ Nhật Bản. Để đầu tư vào Việt Nam làm ăn, mua sắm nhà cửa thì cần phải nộp thuế khoản tiền chuyển từ nước ngoài về Việt Nam không? Và nếu có thì nộp ở đâu, thưa chuyên gia? Vâng, chưa hết là ở Việt Nam hiện nay thì nguyên tắc quy định là chúng ta nếu là cái việc mà chuyển tiền vào Việt Nam của cái người Việt Nam ở nước ngoài thì không phải nộp thuế, mà chỉ khi chúng ta phát sinh các cái kinh doanh mua bán thì chúng ta mới nộp thuế thôi. Còn nhà nước Việt Nam khi mà chuyển tiền vào thì chỉ yêu cầu rằng là cái tiền đó phải được đăng ký và được chuyển hóa thành tiền Việt Nam khi mà chi tiêu trên lãnh thổ Việt Nam. Và có một câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được trong chương trình của một Việt kiều người Pháp. Thưa chuyên gia, tôi có 1 triệu đô tiền mặt muốn chuyển về Việt Nam và muốn đầu tư tiền gửi thì sẽ như thế nào ạ? Chứ hết là chúng ta biết rằng là cái việc mà chuyển tiền về Việt Nam á, thì chúng ta nên chuyển theo con đường chính thống. Và về mặt nguyên tắc thì chính phủ Việt Nam yêu cầu chi tiêu các cái khoản trên lãnh thổ Việt Nam bằng đồng Việt Nam. Nếu như bạn gửi cái 1 triệu cái đô la đó vào ngân hàng Việt Nam ấy, mà bằng cái tiền đô thì có nghĩa là bạn sẽ không có lãi suất theo cái quy định hiện nay của hệ thống ngân hàng nhà nước Việt Nam, là gửi ngoại tệ là không có tiền, nếu của các cá nhân không có lãi. Và nếu như bạn muốn có cái lãi suất thì bạn phải chuyển hóa cái lượng tiền 1 triệu đô đó thành tiền Việt Nam và bạn gửi vào cái hệ thống ngân hàng, thì lúc đó hệ thống ngân hàng sẽ căn cứ vào cái thời điểm để mà trả cho bạn cái lãi suất huy động theo cái mức lãi suất huy động chung mà hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay đang thực hiện. Và như vậy lúc đó thì bạn sẽ được tính lãi và
khi mà bạn mà cần chuyển hóa lại thành ngoại tệ thì bạn phải tính theo cái giá thị trường của ngoại tệ tại cái thời điểm chuyển hóa. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn rất nhiều những câu hỏi được gửi về chương trình. Tuy nhiên thì thời lượng chương trình cũng có hạn và quý vị cũng có thể tiếp tục gửi những câu hỏi mình quan tâm tới chuyên gia qua email cẩmnangkioubao@vtc10.com hoặc địa chỉ kênh VTC10, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC 23 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Và trước khi khép lại chương trình Cẩm Nang Kiều Bào ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi nhịp cầu kết nối của chúng tôi. Ngày 5 tháng 3 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai luật đất đai 2024 kèm theo quyết định số 222 QĐ-TTG. Theo đó, phải đảm bảo 3 yêu cầu sau đây. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành luật đất đai 2024. Xác định lộ trình cụ thể để đảm bảo luật đất đai và các văn bản quy định chi tiết luật đất đai 2024 được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước kể từ ngày luật có hiệu lực thi hành. Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành luật đất đai 2024. Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm áp dụng mức thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế xuất thông thường có thời hạn, miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuế đất, thuế sử dụng đất, khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư bao gồm dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 1 điều 16 luật đầu tư 2020, dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 2 điều 16 của luật này, dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao được quy định tại Nghị định số 10/2024 NĐ-CP ngày 1 tháng 2 năm 2024 của Chính phủ có hiệu lực từ 25 tháng 3 năm 2024. Mức ưu đãi hỗ trợ cụ thể đối với dự án đầu tư, các hoạt động trong khu công nghệ cao được áp dụng theo quy định của pháp luật về đầu tư, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, đất đai, tín dụng và pháp luật có liên quan. Ban quản lý khu công nghệ cao và các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động, thuế, hải quan. Các dự án đầu tư và các hoạt động tại khu công nghệ cao được ưu tiên tham gia các chương trình hỗ trợ về đào tạo, tuyển dụng lao động, chương trình hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ vốn vay và các chương trình hỗ trợ khác của Chính phủ, các bộ ngành địa phương. Vâng, thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cẩm Nang Kiều Bào ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.